Xin kính chào các anh chị. Sau đây em xin hướng dẫn nghiệp vụ xuất hóa đơn điều chỉnh trong trường hợp tăng số lượng hàng hóa. Ví dụ vào ngày 31 tây tháng 1 năm 2023, anh chị đã xuất hóa đơn số 29 với mặt hàng áo sơ mi nam, số lượng 50 cái, đơn giá 250.000 đồng một cái, thành tiền 12.500.000, với suất 10%, tiền thuế 1.250.000. Sau đó anh chị phát hiện ra sai sót, số lượng đúng phải là 75 cái, dẫn đến thành tiền và tiền thuế sai sót theo. Trong trường hợp anh chị muốn xuất hóa đơn điều chỉnh để tăng số lượng hàng hóa, anh chị vào phân hệ bán hàng, tab xuất hóa đơn, nhấn thêm hóa đơn điều chỉnh. Anh chị chọn đến hóa đơn gốc cần điều chỉnh, điền lý do điều chỉnh. Ví dụ, điều chỉnh tăng số lượng áo sơ mi nam từ 50 cái lên thành 75 cái. Dưới nội dung chi tiết, anh chị chọn đến mặt hàng cần điều chỉnh. Anh chị lưu ý bỏ tích tự động tính toán số liệu. Ở ô số lượng, anh chị điền số lượng chênh lệch cần điều chỉnh, ví dụ 25 cái. Đơn giá anh chị để trống. Thành tiền anh chị điền thành tiền chênh lệch cần điều chỉnh, ví dụ 6.250.000. Thuế suất anh chị điền phần trăm thuế suất đúng trên hóa đơn, ví dụ 10%. Tiền thuế anh chị điền tiền thuế chênh lệch cần điều chỉnh, ví dụ 625.000. Sau khi nhập các thông tin cần điều chỉnh, anh chị nhấn cất và phát hành hóa đơn. Trước khi phát hành hóa đơn, anh chị lưu ý nhấn vào xem hóa đơn nhé để kiểm tra các thông tin trước khi phát hành. Nếu kiểm tra các thông tin trên hóa đơn đã đúng, anh chị phát hành và ký số gửi đến cơ quan thuế. Như vậy là em đã hướng dẫn xong nghiệp vụ xuất hóa đơn điều chỉnh trong trường hợp tăng số lượng hàng hóa.